lại xíu rồi nè. Đây mẹ chụp nha. Ok. Đặt cái bụng nặng lên nó quay qua nó cạp. Hai chân cũng đặt mặt xuống. Giữ chắc nha con. Chạy đi phía lên trên. Làm sao? Làm sao? Tôi lên có gì không phải căng. Thôi được rồi, điền vòng nha. Trời ơi, xoài quá trời luôn. Ở đây trồng xoài quá trời luôn kìa. Đây trồng gì là trồng hàng loạt này. Dạ. Không trồng ít thanh long hay cho dễ sống mà. Long có cái thường hay không thường kia? À, có ha. Mỗi sáng lên dốc xuống dốc tập thể dục được luôn. Ha xem ha. Mỗi sáng ra chạy 2 vòng là về tắm thiệt. Ủa hồ bơi có 2 khu hả anh? Chịu chắc nha Sang.
Ít. Cho người đi tập thể dục thôi sao ha. Rồi lên thôi. Sạc. Cảm ơn con ngựa, cảm ơn chú.